rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chuyên mục Nói Không Với Rác Thải Nhựa. Quý vị thân mến, trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 75 ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày hôm nay tại trường Mầm Non Hoa Hồng, thành phố Điện Biên Phủ, chương trình trải nghiệm ký ức Điện Biên đang được diễn ra. Không chỉ giúp các em học sinh có cái nhìn gần gũi hơn về lịch sử, mà còn giáo dục các em về tinh thần bảo vệ môi trường. Đến với trường Mầm Non Hoa Hồng ngày hôm nay thì có thể thấy được không khí hào hùng từ chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện lại. Và cô giáo Hà Thị Duyên thì sẽ chia sẻ với chúng ta một chút về hoạt động ngày hôm nay. Hãy là chị ạ. Hôm nay trường Mầm Non Hoa Hồng tổ chức chương trình Ký ức Điện Biên. Chương trình này sẽ toàn gồm toàn thể tất cả các học sinh của các lớp tham gia, bao gồm hơn 300 học sinh. Chương trình Ký ức Điện Biên này thì sẽ tái hiện lại cảnh toàn dân toàn quân ra mặt trận và cảnh chiến đấu của các chiến sĩ trên chiến trường Điện Biên Phủ. Cái điều đặc biệt của những cái đạo cụ này là được sử dụng từ những nguyên vật liệu tái sử dụng như bìa cắt tông, báo, ly lông để làm nên những cái đồ dùng để mình tạo ra trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ này. Dạ vâng, vậy thì để tổ chức được một hoạt động rất là đa dạng như thế này thì các cô đã có cái sự chuẩn bị như thế nào ạ? Để chuẩn bị được chương trình này thì trước tiên là nhà trường sẽ lên kế hoạch và sẽ chia đều cho các lớp. Ví dụ như kiểu là khối lớn sẽ làm xe kéo pháo, khối nhỡ là sẽ làm hầm đường cát, khối bé là làm xe tăng và khối nhà trẻ là sẽ làm các bao tải đạn. Thật ra thì cũng không khó, các cô thì sẽ tìm tòi này, học hỏi này, nghiên cứu này, xong sẽ tự mình cắt ghép và dán để tạo thành được những chiếc xe tăng hay chiếc xe pháo hiện có trên sân trường như thế này. Khi mà được tham gia với những cái đồ dùng mà do các cô giáo của mình sáng tạo ra, làm ra thì trẻ rất là hào hứng, hứng thú, trẻ rất là vui vẻ khi mà sử dụng các đồ dùng từ những nguyên vật liệu mà các cô giáo đã tái sử dụng để làm ra những cái sản phẩm mà như hôm nay trẻ được trải nghiệm như được kéo pháo. Các cô cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng, sẽ là động lực cho các cô để các cô tổ chức những cái hoạt động trải nghiệm sau này tốt hơn, gần gũi hơn và sáng tạo hơn nữa. Qua cái hoạt động này thì nhà trường mong muốn là trẻ biết được ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ, ý nghĩa của ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954. Bên cạnh đó thì sẽ giúp trẻ biết yêu quý bảo vệ môi trường qua những cái đồ dùng phế thải mà các cô giáo tái sử dụng lại để làm lên những cái đồ dùng này thì sẽ giúp trẻ là sẽ hiểu được là tất cả các nguyên vật liệu mình có thể tiết kiệm để sau này mình có thể tái sử dụng lại để làm những công việc khác, mình có thể bảo vệ môi trường, mình có thể tái chế làm ra những cái sản phẩm mà như trẻ mong muốn. Có thể trẻ có rất nhiều trẻ cũng có thể sáng tạo để làm ra rất nhiều sản phẩm theo ý thích của trẻ. Dạ vâng, rất cảm ơn cô giáo với những chia sẻ trên ạ. Chắc hẳn là chương trình Ký ức Điện Biên sẽ còn đọng lại trong lòng trẻ, giúp trẻ thêm yêu tổ quốc hơn này, biết giữ gìn và bảo vệ môi trường nữa. Thưa quý vị, chương trình Ký ức Điện Biên vẫn đang diễn ra với rất nhiều hoạt động ý nghĩa tại nhà trường. Mời quý vị cùng đón xem những hình ảnh sau đây. Xin chào và hẹn gặp lại.